Xin chào tất cả các khách hàng của em. Trong suốt thời gian qua thì em đã lên những cái clip làm đẹp, thực sự là những cái sản phẩm rất là hữu ích cho mọi người. Và ngay bây giờ đến với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay, đó là sản phẩm muối tắm bò Thái. Đây là cái sản phẩm mà bên em đã bán rất là nhiều năm. Và cái dòng sản phẩm này lại là dòng sản phẩm với cái mức giá rất là bình dân thực sự. Đây là cái dòng sản phẩm mà mọi người có thể pha vào chung với sữa tươi để mà sử dụng về tắm trắng, hoặc là mọi người có thể tẩy đi những tế bào chết giúp da dẻ của mấy chị sẽ được mềm mại hơn. Và sau khi tẩy da chết xong, cảm giác da của chúng ta được láng mịn và đánh kem dưỡng trắng body lên thì da của chúng ta sẽ được trắng nhanh hơn. Và ngoài cái tác dụng là làm trắng sáng da, mà cái dòng sản phẩm muối bò Thái này còn đem lại một cái chức năng rất là lớn, đó là tẩy đi những tế bào chết cho da và làm cho da của chúng ta ngăn ngừa lão hóa. Những hợp chất trong muối này gồm có sữa, muối và những cái khoáng chất, những vitamin sẽ giúp cho da của chúng ta hấp thụ rất là nhanh và khỏe hơn. Ngoài cái việc chăm sóc da bằng kem dưỡng thì chúng ta cũng nên chú ý đến vấn đề tẩy da chết để cho da của chúng ta được mềm mại và bật tông nhanh hơn nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm được rất là nhiều spa uy tín tin dùng, cũng như là bởi vậy nên cái thành phần của nó rất là tốt, rất là an toàn, cũng là ra người ta cũng nhái lại những cái sản phẩm của muối bò Thái này rất là nhiều. Và làm cách nào để phân biệt và làm cách nào để sử dụng có hiệu quả nhất thì ngay ngày hôm nay em sẽ giới thiệu rõ hơn về cách sử dụng, về cách phân biệt hàng thật hàng giả của muối tắm bò Thái này, để mọi người không cần phải là phân vân, chỉ cần nhìn vào một phát là mọi người có thể là mua ngay và không bị mất tiền on nha. Thì ngày hôm nay em đang cầm là một cái bịch muối bò Thái chính hãng chuẩn 100% của Thái nha mọi người. Mọi người nhìn ở phía dưới này, nó sẽ có một cái chữ T màu vàng ở chỗ này nè mọi người. Đó, hàng chính hãng nó sẽ có một cái chữ T màu vàng ở góc này. Còn nếu mà mấy chị mua hai cái bên muối bò Thái mà không có chữ vàng đó, mà là hai cái bên nó y chang nhau như này, đó nó trơn như này, nó không có cái chữ vàng này, thì đó là hàng nhái. Và tiếp theo mọi người có thể là phân biệt bằng cách là bớt vào trong cái bịch muối bò như này. Mọi người nhắn cái tay vào cái bịch muối bò như này, nếu có cảm giác cái bịch muối, cái hạt muối nó rất là to, rất là sột sệt thì đó là hàng nhái. Còn nếu mà chúng ta mà mua trúng hàng chính hãng, chúng ta sẽ bóp vào bên trong như này và cảm giác giống như là cái hạt muối này, nó giống như cái hạt đường rất là mịn, rất là tinh khiết nha mọi người. Đó, mọi người sẽ bóp như này. Bằng cách này thì chúng ta sẽ luôn luôn mua được cái hàng chính hãng mà không sợ bị là phân vân về xài có hiệu quả hay không, hoặc là mất thời gian của chúng ta để mà sử dụng dưỡng trắng nha. Và tiếp theo, nếu những chị em nào để ý hơn một chút xíu, đó là phía sau phía phần tem này nè. Mấy chị nhìn giùm em là phía phần tem này nó sẽ ghi là tên sản phẩm. Nói chung là những cái tem phụ ở này thì nó sẽ ghi rất là rõ về công dụng, thành phần, khối lượng nè, cách bảo quản, hướng dẫn sử dụng, tất cả đều bằng tiếng Việt. Đó, nó sẽ có một cái tem phụ bằng tiếng Việt như này để cho mọi người sử dụng. Còn hàng nhái thì cái tem này thì nó sẽ là tem tiếng Anh, tiếng Thái, tùm lum tùm la, làm cho mình cũng không biết là cái chữ gì nha mọi người. Nói chung là theo cái cách quan sát của em, nếu mà mấy chị mua về á, cái bịch muối bò này mà mình mở ra nó cảm giác nó thơm mùi sữa. Thực sự là cái bịch muối này, cái mùi sữa của nó rất là thơm nha mọi người. Rất là thơm, thơm cực kỳ luôn. Nếu mà mấy chị mua trúng hàng giả, hàng nhái thì cái bịch muối nó cũng dạng như là nó cũng không có mùi gì đâu. Đó, thực sự nếu mà chúng ta sử dụng cái em muối bò này á, kiên trì cho em là mỗi tuần chỉ cần 2 lần thôi, đảm bảo cái da của mấy chị sẽ bật tông hơn so với những chị em nào mà không sử dụng kem, không sử dụng cái gọi là tẩy da chết, thì cái da của mấy chị nó sẽ bị ly lại cái tông da. Còn nếu những chị nào mà hay xuyên về tắm tẩy da chết ấy, thì cái da của chúng ta sẽ bật tông hơn so với những chị khác là 1 đến 2 tông nha. Đây là cái điều mà em đã kiểm nghiệm rồi, mọi người không cần kiểm nghiệm lại đâu, bởi vì cái làn da của em và làn da của khách hàng của em đã là minh chứng cho mọi người rồi đó. Đây mọi người, đây là cái dòng sản phẩm mà bên em bán rất là chạy, giá cũng rất là bình dân. Em nghĩ là kể cả là học sinh, sinh viên hoặc là ai cũng có thể sử dụng cái em này, rất là tốt, rất là an toàn, rất là chất lượng, nên luôn luôn là recommend và mong mọi người là sử dụng cái em này để tiết kiệm hơn, trong để có hiệu quả hơn trong việc làm đẹp của mình nha. Thì cách sử dụng như thế nào thì chúng ta sẽ sau khi tắm sạch bằng nước, chúng ta sẽ là lấy một lượng muối bò như này, chúng ta sẽ massage lên tất cả các vùng da trên cơ thể đó, từ cái phần cổ trở xuống, tại vì cái này là massage dành cho body thôi, không sử dụng cho mặt nha mọi người. Và đặc biệt hơn nữa, đối với những cái chỗ mà thâm nách nè, thâm khuỷu tay, khuỷu chân hoặc là thâm chỗ phần bikini thì chúng ta sẽ lấy cái lượng muối bò nhiều hơn và massage lâu hơn so với những chỗ khác một xíu nha. Là nói tóm lại là những cái chỗ làm da sần sùi, thâm đen thì mọi người nên massage vào đó. Và cách sử dụng thứ hai, mọi người có thể là pha vào bên trong của cái bịch muối bò này á, mọi người sẽ lấy là nếu mà tắm hết cơ thể nha, là mọi người sẽ lấy tầm khoảng là bốn muỗng muối bò này cộng với sữa tươi nha mọi người, chỉ cần là tầm khoảng là 2 muỗng sữa tươi, sau đó là mọi người sẽ vắt một ít chanh vào đó.
sau đó là mọi người sẽ massage lên da tay. Cảm giác da của chúng ta vừa mới tắm trắng xong, cảm giác da của chúng ta nó mơn mởn ra rất là thích nha mọi người. Được có một làn da trắng sáng, được có một làn da tuyệt vời, thì ngoài cái việc chăm sóc kem, dưỡng da kem, uống vào những thực phẩm chức năng, thì chúng ta đừng quên tẩy da chết cho body của mình mỗi tuần 2 lần nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, và em nghĩ video này cũng rất là giúp ích cho tất cả những chị em nào muốn có một làn da trắng sáng, muốn có một làn da tuyệt vời, thì hãy mua cái bịch muối bò này qua số điện thoại online bên em là 0356605677 hoặc là 0355838057. Cam kết khẳng định cho mọi người đây là dòng sản phẩm cần và đáng để mua nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tươi đẹp, thành công và có nhiều hạnh phúc hơn nha. Bye bye.